Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay 3 tháng 9, bão Yagi đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2024. Hồi 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc, 119,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 20 đến 25 km/h. Dự báo từ 72 giờ đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km, cường độ có khả năng mạnh thêm. Từ hôm nay 3 tháng 9, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật trên cấp 11, 12, biển động mạnh. Dự báo trong khoảng từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9, bão Yagi có thể đạt cấp bão rất mạnh trên khu vực đông bắc Biển Đông, gió mạnh tối đa có thể lên tới cấp 12, 13, giật cấp 16, vùng gần tâm bão. Trong 24 giờ tới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão từ 3 đến 5 mét. Sau đó từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 có thể tăng lên 5 đến 7 mét. Biển động dữ dội, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền.